Ở tuổi 35, Luka Modric cho thấy anh vẫn chưa phải ngôi sao hết thời. Màn trình diễn rực sáng hạ gục Scotland là minh chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp của đội trưởng đội tuyển Croatia. Nếu nhìn lại tình huống Modric dứt điểm tung lưới Scotland, chúng ta có thể thấy sự thoải mái của anh trước khi ra quyết định. Chỉ vài giây trước đó thôi, anh cũng nhẹ nhàng vẩy má đưa bóng sang cánh trái để đồng đội tạt vào trong. Hai cú chơi Villa trong vòng chưa đầy một phút giữa sân bóng Hampden Park. Đây những tiếng ồn ào la ó dành cho mình, cho thấy tâm trí của Modric không hề bị dao động dù chỉ một ly. Và trước khi vào video, hãy nhấn vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Bóng đá là một môn thể thao yêu cầu rất nhiều tố chất từ một cầu thủ. Để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, các cầu thủ không chỉ cần có sức khỏe tốt, nền tảng kỹ năng chơi bóng vững chắc, mà một yếu tố không thể thiếu là tư duy chiến thuật nhạy bén. Những cầu thủ hàng đầu thế giới đều sở hữu một khả năng tư duy nhạy bén trong bóng đá. Họ có thể suy nghĩ rất nhanh và đưa ra những phương án tối ưu nhất cho mỗi pha xử lý bóng để đạt hiệu quả cao. Hôm nay hãy cùng xem lại những pha bóng mà thể hiện rõ khả năng tư duy đỉnh cao của các cầu thủ. Trong trận đấu giữa MU và Burnley ở vòng 32 Premier League, bộ ba Greenwood, Rashford, Fernandes đã có pha phối hợp cực kỳ ấn tượng. Đó là pha bóng mà Rashford thực hiện đường truyền vào trong từ cánh trái. Fernandes lúc ấy đang đứng ở ngay phía trước chính diện khung thành và ý định của Rashford rõ ràng là đưa bóng cho người đồng đội mang áo số 18. Thế nhưng thay vì nhận bóng, Fernandes lại chủ động bỏ bóng, làm lỡ trớn hoàn toàn hàng thủ của Burnley, đồng thời tạo điều kiện để Greenwood dễ dàng đệm bóng trong tư thế trống trải mở tỷ số cho MU. Đây quả thực là một pha xử lý tinh tế, cho thấy đẳng cấp của Fernandes, cựu ngôi sao của Sporting Lisbon, giống như có mắt đằng sau lưng để có cú nhả bóng cực tinh tế cho Greenwood. Trong trận cầu kinh điển giữa Pháp và Đức tại bảng F Euro 2020, chính Pogba là người mở ra nút thắt của trận đấu. Tình huống diễn ra ở phút 20 và được khởi xướng bởi Paul Pogba. Giữa vòng vây của các cầu thủ Đức, thiên vệ đang khoác áo Man United vẫy trái bóng vô cùng tinh tế về khoảng không bên cánh trái. Lucas Hernandez bứt tốc cực nhanh để đón bóng và thực hiện đường căng ngang cắt qua khung thành. Đường chuyền khó chịu từ Lucas Hernandez cộng thêm cảm giác bóng không tốt đã vô tình khiến Mats Hummels đốt đền tặng Pháp một bàn thắng. Trong trận đấu với Đan Mạch tại vòng bảng Euro 2020, Kevin De Bruyne giải cứu một tuyển Bỉ chơi vô hồn trước Đan Mạch, thể hiện giá trị một ngôi sao lớn. Bỉ gần như choáng ngợp trước lối đá pressing của Đan Mạch, Quỷ đỏ không thể tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Cho đến khi Kevin De Bruyne xuất hiện, chính De Bruyne sau một nỗ lực của Romelu Lukaku xử lý bóng tinh tế rồi kiến tạo cho Thurgan Hazard ghi bàn gỡ hòa. Đấy là pha bóng của bản lĩnh và đẳng cấp, không phải cầu thủ nào cũng bình tĩnh để đưa ra pha xử lý như De Bruyne. Giá trị của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới đã được thể hiện đúng thời điểm khi người Bỉ cần nhất. Trận đấu giữa Tottenham và Barca tại Champions League, Jordi Alba đã có pha kiến tạo đẹp mắt cho Messi ghi bàn thắng vào lưới của Hugo Lloris. Nhưng trong đó không thể không nhắc đến pha nhấc chân bỏ bóng tinh tế của Suarez khiến hàng phòng ngự của Tottenham lộ ra khoảng trống lớn, tạo điều kiện cho Messi ghi bàn thắng dễ dàng.
Nếu ai hỏi vì sao Messi lại là một thiên tài bóng đá, tôi sẽ đưa cho họ xem pha bóng này. Pha bóng này thực sự là một pha bóng thiên tài. Chỉ thiên tài như Messi mới có những pha bóng đầy tư duy như vậy. Nhìn thấy mình đang trong tư thế việt vị, Messi đã có pha xử lý cực kỳ thông minh khi nhả bóng lại cho đồng đội băng lên nhận bóng. Và chính anh lại nhận bóng lại sau đó để đệm bóng tung lưới đối thủ khi đã trong vị trí hợp lệ. Hàng thủ Barca khóc hận vì cú phạt góc tinh quái của sao trẻ Anno. Trong tình huống đá phạt góc phút 79, hậu vệ trẻ người Anh không thực hiện cú đá ngay mà giả vờ bước lên vài bước, đồng thời gọi Shaqiri như muốn đổi người đá phạt. Nhận thấy hàng thủ Barca mất tập trung, Anno ngay lập tức chạy trở lại chấm phạt góc và thực hiện đường căng ngang cho Divock Origi sút tung lưới Ter Stegen. Cả hệ thống phòng ngự của Barca đã chết lặng trước pha phối hợp chẳng khác cú lừa này của Liverpool. Đây có lẽ là khoảnh khắc xuất thần nhất của cầu thủ này trong trận đấu. Trong khi đồng đội chưa kịp lên để nhận quả ném biên, cầu thủ này đã nhanh trí ném biên vào thủ môn đối phương đứng gần đó để pha ném bóng trở nên hợp lệ. Sau đó nhanh chân sút tung lưới đối phương. Pha bóng này thủ môn chỉ còn biết trách mình đã lên quá gần cầu thủ ném biên, nhưng cũng phải dành lời khen đối với pha ném biên này. Tôi chỉ có một câu có thể nói về cầu thủ ném biên trong pha bóng này, đó là IQ vô cực. Tiền đạo Patrice Rick đã khiến cho cả châu Âu sửng sốt với pha làm bàn ngoạn mục từ giữa sân trong trận thắng 2-0 của Cộng hòa Séc trước đội chủ nhà Scotland tối ngày 14 tháng 6. Phút 52, nhận thấy thủ môn Marshall dâng lên quá cao, tiền đạo mang áo số 10 đã có quyết định táo bạo, lướt bóng từ giữa sân tạo nên một đường cong ngoạn mục và đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Marshall. Một siêu phẩm thực sự của cầu thủ sinh năm 1996, đây có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất không chỉ của Euro 2020 mà còn trong lịch sử giải đấu. Một pha bóng cho thấy rõ sự phối hợp cực kỳ ăn ý giữa các cầu thủ Man City. Cú đánh góc của Sterling đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Olympiacos, mở ra khoảng trống to lớn cho Phil Foden thực hiện một cú sút chéo góc hạ gục thủ môn. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu để giúp Man City chính thức giành vé vào vòng 16 đội Champions League. Bóng đá không phải là một sự rập khuôn máy móc mà nó mang đầy tính sáng tạo, phụ thuộc vào khả năng của các cầu thủ. Để có những pha bóng đầy tính tư duy như vậy, ngoài khả năng độc vị trận đấu, đó còn là những kinh nghiệm khi thi đấu qua nhiều trận đấu, qua nhiều trận cầu đỉnh cao của mỗi cầu thủ. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.